để nhân hiệu để tính toán rồi. Vấn đề lấy môn học cái tấm như nào? Đây là 92 hay 100 gì đó? Anh tính là sai cái này, 102. 102 thường bên đó là 0.8. 0.8. Còn cái ố một bên hoặc là cái vết đơn giản 0.6 thôi. Không có vết thấp hơn. Tại vì chiều cao hiện nay dự đoán là 8 mét đó, thì cái 102 này đủ rồi. 8 mét là giờ mình làm là cái phòng nó nhỏ lại nữa. Dạ. Cái phòng nó nhỏ lại. Nhưng mà anh ấy cho em nói thêm một ý. Có hai loại. Cái hệ mà vết cao á là nó phải dùng cái hệ thằng của thép. Tức là ví dụ như họ chia một cái cây là khoảng 100, thép hồ 50 trăm á là cứ 3.6. Là họ lắp một cây thẳng lên trên luôn là cứ 3.6 có một cây ngang. Tại vì cứ mấy mét hai là có một đấy, cứ 600 thì cái cây đầu 36 nó lắp lắp cột hai hàng này này, rồi họ cho cái cây này tựa vào đó, phải có cái hệ đó. Tại vì cái hệ của mình lắp một bên á, nó sẽ bị lệch một bên, nên họ phải dùng cái thép hộp đó gọi là bố trụ. Tại vì nếu mà anh có thép hộp đó rồi thì anh buộc cái cây ngang mà nó bằng cái cao su của mình á, nó ấy vô là nó bật tấm vô luôn trong đó rồi. Thì nhưng mà nếu vậy cây ngang của anh sẽ bố trí dài, còn cái cây ngang của họ là 1.36 hoặc 15 một cây. 36 lên một cây, còn cái khung này là 1.65 một cây này. Đâu, em đâu. Tức là khi mà mình đơn giá và tìm